Chào mừng các em đến với lớp học âm nhạc Vui Nhộn lớp 3. Thầy xin giới tự giới thiệu, thầy tên là Trần Văn Phát, đến từ trường tiểu học C Bình Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hôm nay thầy đến với chúng ta tiết 8, đó là bài ôn tập bài hát Gà Gáy của dân ca cống Lời Mới Huy Chân. Để chuẩn bị tốt cho tiết học, thầy mời chúng ta chuẩn bị một số dụng cụ học tập như sau. Thứ nhất, tập bài hát lớp 3. Thứ hai là thanh phách. Thứ ba là bút chì. Thứ tư là thứ kẻ. Và để giọng chúng ta khỏe hơn, hát tốt hơn, thầy mời chúng ta đi khởi động giọng như sau. Set, go. Rồi chúng ta đã học tiết 7 bài Gà Gáy của dân ca cống Lời Mới Huy Chân. Hôm nay thầy chọn chúng ta cũng đi ôn tập lại bài hát Gà Gáy của dân ca cống Lời Mới Huy Chân, và để xem về nhà chúng ta hát có thuộc lời hay không, hoặc là chúng ta có bạn nào chưa thuộc thì hôm nay thầy chọn chúng ta cùng đi nghe lại bài hát Gà Gáy của dân ca cống Lời Mới Huy Chân. Các em nghe và hát lại để thuộc lời nha các em.
Vừa rồi là chúng ta đã ôn lại bài hát Gài Gáy Văn Ca Cấu Lời Mới Nguy Trang à, để thầy xem chúng ta về nhà chúng ta có tập gõ theo nhịp hay không ha. Thì và các em đã gõ đúng nhịp chưa? Thì hôm nay thầy trò chúng ta sẽ hát kết hợp gõ theo điểm theo nhịp lại lần nữa nha. Gõ điểm theo nhịp lại lần nữa nào. À, chúng ta còn nhớ cách gõ theo nhịp không nào? À, được rồi, thầy có hướng dẫn chúng ta cách gõ rồi nha. Ta các con hãy gõ theo nhịp vào các chữ à, màu vàng bị gạch chân nhé các con. Rồi bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi thực hiện nào. Bây giờ thầy mời các con thực hiện lại lần nữa nha, để chúng ta khắc sâu hơn và thuộc hơn cách gõ theo nhịp nhé các em. Câu số 1. Con gà gái le té le sáng rồi ai ơi. Thì chúng ta sẽ đưa hai tay lên gần miệng như thế này nè các em. Rồi chúng ta chuyển sang à, giả làm tiếng gà gái và vươn sang phải. Như vậy ở bên trên màn hình của thầy là bên trái à, trên màn hình bên trái là bên phải của các em đấy. Bên trái của thầy chính là bên phải các em. Thầy đang sử dụng động tác soi gương thì các em nữa các em thực hiện như vậy nha. Rồi thầy sẽ thực hiện lại câu số 1 trong đây ha. Con gà gái le te le sáng rồi ai ơi. Và chúng ta nhớ nhúng cái nhịp nha các em. Câu số 2 thì ngược lại, chúng ta vươn sang sang trái. Gà le te le sáng rồi ai ơi. Đó là câu 2. Thầy thực hiện lại câu 2 lần nữa cho chúng ta xem ha.
gà dây tê lê tê lê sáng rồi ai ơi à. Đây câu ba thì chúng ta đưa tay phải từ dưới lên nha, đưa tay phải từ dưới lên vòng qua đầu à, sang phải và chân nhúng theo nhịp. Bây giờ chúng ta xem câu số 3. Nắng sáng lên rồi, dậy lên hương đã sáng rồi ai ơi nha. Câu số 3 thực hiện là nắng sáng lên rồi, dậy lên hương đã sáng rồi ai ơi, chúng ta nhúng chân xuống. Câu số 4 thì ngược lại nha, chúng ta đưa tay trái từ dưới lên vòng qua đầu và à, sang phần chân trái và chân nhúng nhịp nha các em. Ta xem bài thực hiện là câu số 4 nha. Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi, nhớ là tay còn lại thì chúng ta có thể chống bên hông để cho nó đẹp nhé các em. Ta thầy hiện lại câu số 4 này. Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi. Đây, các em có thấy thế nào? Bây giờ thầy thực hiện lại cả bốn động tác lần nữa cho chúng ta xem ha. Con gà gáy le tê le sáng rồi ai ơi, gà gáy tê le sáng rồi ai ơi, nắng sáng lên rồi, dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi, rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi. Đây, các em thấy thế nào? Vậy thầy mời chúng ta cùng đi thực hiện với thầy nhé.
dân ca cống lời mới Huy Trăng. Qua tiết học này, thầy tin rằng các em sẽ biết hát và kết hợp vận động phụ họa một cách nhuần nhuyễn hơn, tin tưởng hơn và đẹp hơn. Tiết học chúng ta đến đây là hết rồi. Để chuẩn bị cho tiết sau học tốt thì về nhà chúng ta xem lại bài hát và hát xem lại bài hát trước nha, và chuẩn bị tiếp theo cho thầy nhé các em. Chúc các em một ngày mới nhiều niềm vui và đạt nhiều kết quả tốt. Chào các em.